chúng ta cùng xếp một câu như thế này một câu hỏi cũng rất là đơn giản thôi nhưng mà thầy cũng muốn lấy giải luyện tập cho các em người ta hỏi chúng ta dãy nào không được sắp xếp theo quy luật tính kim loại tăng dần và cho các em bốn cái dãy a b c d như thế này thế thì chúng ta nhớ ở đây đã hỏi chúng ta tính kim loại nhưng tính kim loại tăng dần thì chúng ta nhớ giúp thầy rằng tính kim loại tăng dần thì phải nhớ được cái sự biến đổi tuần hoàn của nó trong chu kỳ và trong nhóm nhá thế thì để mà tính kim loại tăng dần ý, thì nó phải là cùng một nhóm đúng không Đây, cùng một nhóm thì đi từ trên đến dưới tính kim loại sẽ tăng dần nhưng phải sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nhé thế còn trong một chu kỳ các nguyên tố mà được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính kim loại lại bị giảm đi thế thì nếu các nguyên tố đó sắp xếp theo chiều ngược cái chiều tăng của điện tích hạt nhân không phải từ trái qua phải nữa mà từ phải qua trái thì tính kim loại nó sẽ tăng nếu cùng một chu kỳ hiểu chưa Thế thì chúng ta sẽ cùng điểm qua các đáp án ở đây. Đáp án A thì các nguyên tố của chúng ta là Liti, Natri, Kali và Rubidi. Anh này các em nhớ là thuộc nhóm nào không? Nhóm 1A đấy. Tất cả các anh cùng nhóm. Và sự sắp xếp này nó có tăng dần theo chiều điện tích hạt nhân không? Có đúng không? Liti của chúng ta bằng số hiệu nguyên tử 3 này. Đúng không? Sau đó đến Natri này. À, bằng 11 này. Sau đó đến... À, Kali là bằng 19. Rubidi của chúng ta là bằng 37. Đúng không? Đấy. Thì bốn anh này cùng một nhóm A. Đúng không? Mà sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, do đó mà cái dãy A của chúng ta thì đúng theo quy luật tính kim loại tăng dần. thấy chưa? Theo chiều từ trên xuống dưới trong cùng một nhóm vậy là cái đáp án dãy A của chúng ta là dãy chuẩn rồi mà bây giờ chúng ta đang cần tìm dãy không cơ không được sắp xếp cơ theo chiều tăng dần của tính kim loại cơ đây chúng ta xét tiếp dãy b đây dãy b của chúng ta là gồm các nguyên tố các nguyên tố này thuộc nhóm mấy a các nguyên tố này thuộc nhóm 7 a các em ạ chính là nhóm gì đấy nhóm này một a là kim loại kiềm nhóm này 7 a là nhóm gì halogen đúng không đây flo của chúng ta theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì anh này sắp xếp đúng theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân rồi flo bằng 9 đúng không Tiếp đến là clo bằng bao nhiêu? 17. Tiếp đến brom là 35. Đúng không? Còn iốt của chúng ta là bằng bao nhiêu nhỉ? 53. Đúng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân từ trên xuống dưới rồi. Vậy thì tính kim loại nó sẽ tăng dần bởi vì cái này cùng một nhóm vậy đáp án này là đáp án chính xác mất rồi không phải đáp án chúng ta chọn còn đáp án C án C mà em nào mà không tinh tế thì nhìn nó hơi bị rối một chút. Bởi vì đáp án C này, các em nhìn vào đây cho thầy là nhôm, magie và natri. Ba anh này cùng một nhóm à một chu kỳ. Đúng không? Hai trường hợp AB thì cùng nhóm rồi, nhưng trường hợp này ấy được. ba anh này nhôm này, nhôm này. Sau đó đến uh, magie này, xong đến natri này. Thì ba anh này thuộc chu kỳ mấy? Ba anh này thuộc chu kỳ 3. Đúng không? Nhưng mà số uh, sắp xếp theo chiều giảm dần điện tích hạt nhân. Nhôm là 13, magie là 12, natri là 11. Do đó mà nếu trong cùng một chu kỳ mà sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân đi, thì tính kim loại sẽ giảm, nhưng mà sắp xếp theo chiều giảm dần của tính uh, của điện tích hạt nhân thì tính kim loại sẽ tăng. Các em hiểu chưa? Do đó mà dãy này xếp như thế này là tính kim loại tăng dần rồi, hiểu chưa? Đấy tính kim loại sẽ tăng dần từ nhôm đến mà dê đến natri. Còn natri so sánh với kali thì uh, kali của chúng ta là 19 chín, hai ngày cùng nhóm một a đây và độ uh, tính kim loại của natri sẽ nhỏ hơn tính kim loại của kali. Do đó dãy này của chúng ta ấy, cũng là một dãy sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần. Các em hiểu ý thầy chưa? Vậy thì còn mỗi đáp án d của chúng ta là đáp án không chính xác thôi. Đáp án d ấy, thì các nguyên tố này này uh, bo carbon Uh, nitơ và oxy những cái ngày thì trong cùng một chu kỳ và cũng theo thứ tự này đây bo này là uh, bốn đúng không xong đến nitơ là năm xong đến oxy là uh, sáu xong đến ở uh, uh, hết rồi uh, carbon chứ thật xin lỗi um, carbon uh, bo là năm xin lỗi sau đó đến carbon đấy em trái nhắc thầy này. nhầm rồi carbon là 6 đúng không à, uh, là 7 Được chưa nitơ là 7 oxy là 8 đấy thế thì bốn anh này đang sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân năm sáu bảy tám mà trong cùng một chu kỳ tăng dần của điện tích hạt nhân tính kim loại giảm đấy do đó mà đáp án này là đáp án sai đấy thầy phân tích rất là kỹ nhưng thực tế ra ấy, làm quen tất nhiên là đối với trường hợp này nhá đầu bài sẽ không cho sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn đâu mà các em phải tư duy đấy Phải nhớ được số hiệu nguyên tử đấy phải nhớ được các nguyên tố nào dãy nào thuộc cùng nhóm hay thuộc cùng chu kỳ đấy mà sắp xếp theo chiều nào của điện tích hạt nhân tăng hay giảm đấy thế do đó là sẽ khó hơn đấy chứ không phải cứ cầm bảng hệ thống tuần hoàn làm nhanh được bài này đâu hiểu chưa không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn do đó thầy thấy cái phân tích kỹ này cho các em đấy, chúng ta cùng xét tiếp ví dụ tiếp theo nhá chúng ta lại cùng xét một ví dụ đơn giản như thế này người ta hỏi chúng ta là dãy sắp xếp các cái chất theo chiều tăng dần của tính axit là gì cho các em bốn dãy ở đây a b c d đấy thì các em nhớ cho thầy đây cũng là một câu hỏi theo kiểu điển hình thôi khi mà học về sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố thì người ta sẽ hay thường hỏi các em những câu hỏi kiểu như thế này nhưng mà cũng rất nhiều em là bị gọi là bối rối khi mà đi chọn ra cái đáp án đúng Đối với cái câu hỏi kiểu như thế này, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là đối với lớp 10 thì các em chưa làm quen các cái axit bazơ. Đấy thứ hai là vừa mới tìm hiểu về tính axit, tính bazơ thì cũng chưa để quen được. chưa hiểu bản chất do đó mà các em cũng chưa làm được đâu. Thế thì thầy sẽ cố gắng là hướng dẫn cho các em cách làm làm sao các em về gọi là về máy móc một chút để các em hiểu nhé. Thế thì bài này nó dễ là dễ ở một điểm nữa là các cái axit của chúng ta ở bốn đáp án là đều là các axit giống nhau. Đúng không? Có bốn axit và ở bốn đáp án thì là giống nhau hết. Chứ khó hơn một chút thì thì mỗi đáp án thì cho các kiểu axit khác nhau. Thì bài đấy sẽ khó khăn hơn. Thế thì các em nhớ cho thầy là khi mà đi tìm hiểu về tính axit thì nhớ cái sự biến đổi ở trong chu kỳ và trong một nhóm A như thế nào. Trong chu kỳ thì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân từ trái qua phải thì tính axit nó tăng, đúng không? tương tự như tính phi kim. Còn uh, tính axit trong một nhóm A đi thì trên xuống dưới thì tính axit giảm đi. Thì uh, tính axit và tính phi kim tương tự nhau, đúng không? Đấy. Trong một nhóm thì tính axit đều giảm, tính phi kim giảm, trong một chu kỳ thì tính axit tăng, tính phi kim tăng. Thế vậy thì chúng ta đừng quan tâm đến axit nữa mà chúng ta hãy quan tâm cho thầy các cái phi kim nằm trong các axit đó. Ở đây chúng ta có bốn phi kim đúng không? Bốn phi kim mà sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân ý thì các em thấy là các phi kim này cùng đều cùng nằm trong một chu kỳ đây chúng ta có silic này đúng không xong đến uh, phốt pho nếu sắp xếp theo chiều tăng dần của tính phi kim thì silic xong đến phốt pho xong là đến uh, lưu huỳnh xong là đến clo đúng không đây là các cái uh, nguyên tố phi kim nằm trong chu kỳ 3, đấy đúng không ấy theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân từ trái qua phải trong một chu kỳ thì đây là tính phi kim của các nguyên tố này tăng dần như thế này. Đấy thì chúng ta chỉ cần quan tâm cho thầy đến tính phi kim là xong. Chúng ta không cần quan tâm tính axit nữa. Vậy thì nhìn vào đây các nguyên tố này sắp xếp tương tự từ đây ra được axit thôi. H4 SiO4. Đấy, sau đó đến H3PO4. Đây là H2S4. Đúng không? Đây là gì? HCL 4 Đấy, tính phi kim tăng uh, biến đổi toàn hoàn của tính phi kim tương tự với sự biến đổi toàn hoàn của tính axit. Tính phi kim tăng thì tính axit cũng tăng thôi. Đấy chưa? Thế vậy giá dãy của chúng ta phải là như thế này và đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Thế thôi. Em hiểu ý thầy chưa? Khi mà đi xét đến tính axit cứ nhớ đến tính phi kim của các nguyên tố ở trong axit đó. Còn à, nếu mà xét tính bazơ thì cứ để ý đến nguyên tố kim loại là chúng ta sẽ làm ra rất nhanh mà không cần phải đi nhớ cái công thức của axit nhìn vào đây loạn hết cả mắt. Được chưa nào? Chúng ta cùng xét ví dụ tiếp theo nhé. Chúng ta cùng xét tiếp một ví dụ như thế này nhé. Đầu bài hỏi chúng ta là dãy sắp xếp các chất theo chiều tăng dần tính bazơ là dãy nào? Để cho các em bốn cái dãy như thế này. Thì à... Ờ, ở cái ví dụ trước thì chúng ta đi tìm hiểu về cái sự sắp xếp của các dãy theo chiều tăng dần tính axit bây giờ tính ba giờ thì em nhớ cho thầy là đối với cái câu này cũng là câu dễ thôi đúng không người ta cho chúng ta các cái ba giờ à, gồm bốn ba giờ đúng không bốn ba giờ mà nằm ở bốn đáp án thì đều giống nhau hết Nên câu này là câu dễ bây giờ nhớ cho thầy là muốn đi so sánh tính ba giờ ấy, thì phải nhớ được cái sự biến đổi tuần hoàn của nó ở trong các chu kỳ và trong nhóm mình viết ra đây trong chu kỳ thì tính bao giờ giảm dần còn trong nhóm thì tính bao giờ tăng dần được chưa nếu mà sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân còn nếu mà sắp xếp theo chiều uh, giảm dần của tính hạt nhân tức là ngược lại ấy, thì trong một chu kỳ tính bao giờ tăng dần trong một nhóm tính bao giờ giảm dần được chưa đấy là do sắp xếp nhá thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy có các nguyên tố các nguyên tố của chúng ta ở đây là uh, Cali kali đúng không sau đến uh, magie, sau đến uh, nhôm trong đến silic thì vì sao thầy đưa ra các cái nguyên tố này vì các em nhớ cho thầy là khi mà đi so sánh tính ba dơ các em quan tâm cho thầy đến cái nguyên tố kim loại ở trong cái ba dơ đấy bởi vì sao bởi vì là các cái cái tính ba dơ của chúng ta ấy, nó biến đổi toàn hoàn tương tự như tính kim loại được chưa đấy, trong một chu kỳ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính ba dơ giảm thì tính kim loại cũng giảm còn giống như trong một nhóm đấy Tính bao giờ tăng thì tính kim loại nó cũng tăng Do đó mà chúng ta đừng quan tâm đến các bao giờ nữa Nếu mà chưa hiểu Chưa làm quen đến công thức đó Nhìn đến dường già thì Chúng ta hãy quan tâm đến các kim loại cấu thành lên cái bao giờ đó cho thầy Thì đây Trong một chu kỳ Thì đấy các nguyên tố này đang xếp trong một chu kỳ Đúng không Đây này à, Anh này thì khác chu kỳ một tí không sao Đây 14 này Đây là 13 này đây là 12 anh này khác nhóm một tí nhưng mà anh này khác chu kỳ một tí nhưng mà ở chu kỳ khác không sao được chưa đấy thì các em thấy nếu mà sắp xếp như thế này thì những anh này ba ngày trong cùng một chu kỳ đúng không tính kim loại theo hướng như thế này à, sẽ làm sao giảm dần đúng không nhưng mà nếu theo hướng như thế này là giảm dần này trong một chu kỳ đấy theo hướng như này là giảm dần các em hiểu chưa thế vậy thì theo hướng ngược lại thì tính kim loại sẽ tăng dần đúng không đây vậy thì ta sẽ có theo hướng ngược lại sẽ tính kim loại sẽ tăng dần đây là tính kim loại và tương ứng là tính bazơ được chưa đây là bốn này nhôm này aloh 3 đằng viết ra thêm để cho các em hình dung cho thôi chứ thực ra không cần phải viết đâu đấy và cao h em nào sau này học lên 11, 12 thì nhìn phần này quá dễ nhưng các em mà mới chưa uh, biết mới làm quen thì nó sẽ khá khó khăn thế vậy thì tính ba giờ của nó sẽ giảm dần như thế này được chưa vậy thì đầu bài em hỏi tính ba giờ tăng dần như thế nào thì phải ngược lại nhé từ, silic uh, Herosite đến kali uh, hyrosit vậy đáp án của chúng ta ở đây đúng chỉ có đáp án b mà thôi đây đúng không tăng dần tính bao giờ phải là... đây chính là đáp án đúng của chúng ta bởi vì là các cái nguyên tố này là cùng một chu kỳ hiểu chưa chỉ mỗi kali là ở một chu kỳ khác thôi đấy thì trên đây là thầy giới thiệu xong cho các em cái ví dụ này và các em phải nhớ cho thầy cái cách mà chúng ta đi xác định cái tính bazơ và tính axit của các cái hydroxit uh, ở trong một chu kỳ một nhóm nhá chúng ta xét tiếp ví dụ tiếp theo chúng ta cùng xét một cái ví dụ cũng rất là thú vị như thế này, các em cùng đọc, đọc bài với thầy nhé. người ta cho X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm chính liên tiếp, số proton của Y thì nhiều hơn số proton của X và cho tiếp là tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y bằng 33. người ta cho chúng ta hỏi chúng ta là hãy nhận xét, nhận xét học sau đây là đúng về X, Y? Và cho chúng ta bốn đáp án này, ABCD mà các em nhìn thấy ở đây. Thế thì đây là một cái câu hỏi ví dụ cũng thuộc dạng uh, nếu mà xét thì có thể xếp vào vận dụng cao đấy. Bởi vì sao? Bởi vì uh, để mà trả lời được các cái nhận xét này chọn ra nhận xét nào đúng thì buộc các em phải tìm cho thầy vậy Y là gì? Đúng không? xy là nguyên tố nào? Muốn tìm được xy là nguyên tố nào thì phải khai thác cái dữ kiện trên này để tìm ra số hiệu nguyên tử của xy. để và từ đó uh, để xem nguyên tố Y của chúng ta là nguyên tố nào và cũng phải viết ra cấu hình rồi dựa vào sự biến đổi tuần hoàn mới chọn ra đáp án đúng được không hề dễ đâu được chưa nào thế nhưng mà với em nào mà tinh nhanh một chút thì cũng không phải là khó đúng không thầy sẽ giải cho các em luôn nhé nhưng mà hãy dừng video và tự làm trước đi xem ra đáp án có giống như thầy không thế thì chúng ta nhiệm vụ bây giờ là phải đi tìm x y tức là tìm xem là nguyên tố nào trong bảng hệ thống tuần hoàn đã đúng không thì mới đi làm bốn đáp án này được chưa đầu tiên chúng ta khai thác dữ kiện là thứ nhất khai thác dữ kiện là thứ hai đi số proton của nguyên tử y nhiều hơn số proton của nguyên tử x thì ta có là zi đúng không lớn hơn ZX thế đã thầy gọi trong đó là zx zi là số hiệu nguyên tử tương ứng với số proton của x và y nhé thì các em nhớ cho thầy XY là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ nhưng mẹ hai nhóm chính liên tiếp, các cái hiểu chỗ này không? đây nhá bảng hệ thống tuần hoàn chúng ta đây, thì X y, ví dụ như là B uh, Bo và Carbon chẳng hạn, hai này thuộc cùng chu kỳ hai và thuộc hai chu kỳ, uh, hai nhóm chính liên tiếp là nhóm 3 a nhóm 4 a được chưa? đấy hình dung ra cái 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 câu này chưa? thuộc cùng chu kỳ nhá và hai nhóm liên tiếp vậy thì rõ ràng nếu hai nhóm liên tiếp như thế thì ZI của chúng ta sẽ uh, trừ đi zx của chúng ta sẽ bằng một đây này Đấy, zi trừ zx sẽ bằng một bởi vì hai ngày thuộc hai nhóm liên tiếp và do đó số hiệu nguyên tử của nó chênh nhau một đơn vị Các em hình dung ra chưa mà đầu bài đã cho zi lớn hơn zx rồi ta sẽ có zi trừ zx sẽ bằng một chỗ này hiểu chưa xong, xong. nhá tiếp khai thác dữ kiện tiếp theo tổng số proton trong nguyên tử x và y bằng 33 tức là zx ta có zi cộng với ZX sẽ bằng 33. Thế thôi. Thế thì các em kết hợp cho thầy 3 ngày, kết hợp hai ngày nào lại với nhau ta cộng một cái cho thầy. Đây, cộng một cái đây. Ta sẽ mất ZX đi. Ta sẽ suy ra được cho thầy là ZI của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 2 ZI mà cộng với 34. Vậy ZI sẽ bằng 34 mà chia cho 2 bằng 17. Được chưa? ZI bằng 17 À, có số hiệu nguyên tử 17, số thứ tự 17 ở ô thứ 17 trong bảng hệ thống tuần hoàn đó chính là clo. Đúng không? Clo chúng ta. Xong. Còn ZX, ZX 17 thay vào đây, 17. Thay vào đây rồi, 17. Vậy ZX của chúng ta sẽ bằng 17 trừ đi 1 bằng 16. ZX bằng 16. 16 chính là lưu huỳnh. Được chưa? Vậy chúng ta đã biết được hai nguyên tố của chúng ta X là lưu huỳnh, Y là clo hai nguyên tố này đều là phi kim đúng không vậy đi nhìn vào cho các đáp án cho thầy đáp án a thứ nhất đơn chất x là chất khí ở điều kiện thường mà x của chúng ta ở đây là lưu huỳnh thì nhớ cho thầy sang chương 6 ở chương oxy lưu huỳnh các em sẽ được học về sâu về lưu huỳnh nhưng đến đây mà chưa được học về lưu huỳnh chưa biết được đâu Thế nhưng chúng ta phải nhớ cho thầy lưu huỳnh ở đơn chất lưu huỳnh ấy ở điều kiện thường là dạng rắn màu vàng và có hai dạng thù hình tà phương đơn tà vân vân chúng ta tìm hiểu sau nhưng nhớ cho thầy đơn chất lưu huỳnh là chất rắn ở điều kiện thường chứ không phải chất khí vậy đáp án a không chính xác Được chưa đáp án b độ âm điện của x lớn hơn độ âm điện của y tức là người ta muốn hỏi độ âm điện của lưu huỳnh lớn hơn độ âm điện của flo có đúng không sai quá rồi. theo Pauling thì ờ uh, floor thế chứ lỗi, clo chứ không phải floor thế thì chúng ta chỉ cần nhìn vào đây thôi đây lưu hình và clo của chúng ta cùng chu kỳ 3 mà trong một chu kỳ đi từ trái qua phải thì độ âm điện tăng lên do đó mà độ âm điện của lưu Huỳnh phải nhỏ hơn độ âm điện của clo do đó mà đáp án b thì chúng ta không sai được chưa chuyển sang đáp án c nhé đáp án c lớp ngoài cùng của nguyên tử y ở trạng thái cơ bản có 5e. Bây giờ phải viết lớp ngoài cùng của y ra, y là clo đúng không? Clo 17. Cấu hình là gì? 1s2 2s2 2p6 10 rồi đúng không? 3s2 3p mấy? 3p5 cơ. Vậy thì lớp ngoài cùng ở lớp 3 có bao nhiêu e ở trạng thái cơ bản đây 5 cộng với 2 bằng mấy bằng 7 e cơ thế vậy thì đáp án c sai thế vậy đáp án d của chúng ta đáp án chính xác thế hiểu chưa vì sao chính xác vì người ta phát biểu phân lớp ngoài cùng của nguyên tử x ở trạng thái cơ bản bản có 4 e vậy ta biết ta thấy x của chúng ta là lưu hình 16 đúng không vân 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 nhá tranh nhau là một e vậy đây là 3 s 2 3 P4 Đúng không? Thấy chưa? Phân lớp ngoài cùng của lưu hình Chính là 3 P4 Có mấy em? Có 4 nè Vậy đáp án của chúng ta chính xác là đáp án D rồi Em hiểu chưa? Đây là một câu hỏi cũng rất là hay Đấy, muốn trả lời câu hỏi thì phải đi xác định nguyên tố đã Đấy, mất một bước trung gian để chúng ta đi tìm Nếu xác định nguyên tố sai là chúng ta không thể trả lời câu hỏi rồi, đúng nào? Thế đành phải chọn bừa thôi Đấy, nên các em nhớ là Uh, ghi chép thật cẩn thận vào cái cách phân tích của thầy đối với cái ví dụ này nhé chúng ta cùng xét ví dụ tiếp theo chúng ta cũng cùng xét một ví dụ cũng rất thú vị tiếp theo như thế này để các em cũng chú ý ở xem kỹ video này nhé người ta cho chúng ta tổng số proton trong hạt nhân của x và y là bằng 25 trong đó thì y của chúng ta thuộc nhóm 7a, nhóm halogen ở điều kiện thích hợp x tác dụng được với y người ta hỏi chúng ta kết luận nào sau đây là đúng cho các em bốn cái kết luận như thế này thầy không đọc nữa thì bây giờ để làm được để tìm ra xem kết luận nào đúng thì các em phải đi tìm được cho thầy x và y đã đúng không dựa vào các cái số liệu đầu bài cho thế hãy dừng video đi và hãy tự làm trước cho thầy sau đó chúng ta cùng so sánh kết quả với nhau nhé sau đây thầy giải chi tiết cho các em nhé chúng ta vẫn gọi là zx zy tương ứng là số proton hay số hiệu nguyên tử của x và y thôi Thế thì đầu bài cho chúng ta là tổng số proton trong hạt nhân của xy bằng 25 tức là zx cộng với zy sẽ bằng 25 đúng không? Điều kiện thứ hai là người ta cho chúng ta y là thuộc nhóm 7A. Y thuộc nhóm 7A. Đấy, nhóm 7A. Nhóm 7A của chúng ta y thuộc nhóm 7A. Được chưa? Mà nhóm 7A các em nhớ là có các nguyên tố là gì? Floor có số hiệu nguyên tử bằng 9 clo số hiệu nguyên tử bằng 17 brom số hiệu nguyên tử bằng 35 đấy iốt số hiệu nguyên tử bằng 53 đấy thế thì Zi của chúng ta mà thuộc nhóm 7A thì Zi chỉ có thể là một là flor hai là clo mà thôi vì sao ạ bởi vì Zx cộng Zi bằng 25 do đó mà ZI của chúng ta Thầy viết ra đây nhá ZI của chúng ta phải nhỏ hơn 25 Nhớ chưa? Điều kiện của ZI Bởi vì nó thuộc nhóm 7A ZI để mà thỏa mãn ZX cộng ZI bằng 25 ấy Thì ZI phải nhỏ hơn 25 Em hiểu chưa? Không thể nào lớn hơn 25 được Đúng không? Thì còn có ZX nữa mà Do đó mà đối với các nguyên tố nhóm 7A Thì chỉ có floor và clo thỏa mãn thôi Bởi vì số hiệu của nó là Z Bằng 9 và bằng 17 còn bằng 35 mươi năm ba lớn mất rồi hơn hai năm mất rồi đó hai trường hợp này không thể là y được vậy chúng ta phải xét hai trường hợp đúng không xét hai trường hợp chúng ta phải xét trường hợp thứ nhất là z y của chúng ta mà bằng 9 tức là y của chúng ta là floor ấy thì suy ra zx của chúng ta là bằng mấy và hai năm trừ đi 9 bằng 16 sáu tức là x của chúng ta chính là lưu huỳnh đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, ờ uh, ZI của chúng ta có sẽ bằng 17 tức là clo. Đấy. Thì suy ra ZX sẽ bằng bằng bao nhiêu? 9 bằng mấy nhỉ? 25 chứ 17 bằng 8, đúng không? Tức là oxy. Đúng không? Đấy. Vậy là chúng ta đã xét được hai trường hợp này rồi. Có hai trường hợp có khả năng xảy ra. Thế nhưng mà đầu bài cho thêm một cái dữ kiện nữa, ở điều kiện thích hợp thì X tác dụng được với Y thì cái này buộc các em phải nắm được tính chất hóa học của các nguyên tố Flo, lưu huỳnh, Clo và oxy thì các em mới giải được. Thế thì nhớ cho thầy nhé. Clo và oxy ấy, thì không tác dụng được với nhau ở các cái điều kiện bất kỳ điều kiện. Các em hiểu chưa? Do đó mà chỉ có trường hợp một của chúng ta là ZI bằng 9 và ZX bằng 16 là thỏa mãn thôi. Bởi vì lưu hình ở điều kiện thích hợp có thể tác dụng được với floor để tạo ra một cái hợp chất có công thức là SF6 và với hợp chất này thì sang chương oxy lưu hình các em sẽ được giới thiệu được chưa nào và công thức của công thức cấu tạo của anh này rất đặc biệt các em nhìn thấy đây công thức cấu tạo trung tâm của chúng ta đó chính là lưu hình và xung quanh là 6 nguyên tử floor rất là đẹp như thế này thì cái hợp chất SF6 này ấy, nó có ứng dụng rất quan trọng trong ngành y đấy mà để chữa bong chóc bỗng mạc ấy. em hiểu chưa đấy, nhớ như thế cho thầy nhé đấy, vậy thì chúng ta đã tìm được ra X của chúng ta chính là lưu huỳnh và Y của chúng ta chính là flo vậy chúng ta bây giờ sẽ đi tìm xem kết luận nào sau đây là đúng đầu tiên là A X là kim loại Y là phi kim thế thì các em nhớ cho thầy này X và Y của chúng ta lưu huỳnh và flo đều là phi kim hết. Do đó đáp án A của chúng ta là đáp án không đúng. Gạch luôn cho thầy, được chưa? Thế còn đáp án B, ở trạng thái cơ bản X có 2 trông trở thành độc thân. Mà ở đây X của chúng ta là là gì đấy? Chính là lưu huỳnh đấy. Lưu huỳnh đúng không? Lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử bằng 16. Cấu hình e viết được không? Viết cho thầy ngay cấu hình e nhé. 1s2 2s2 2p 6 10 rồi đúng không? 3s2 3p4. Đấy, và muốn tìm được số e độc thân ấy thì phải viết được cấu hình orbital ra đúng không? Nếu mà em nào mà không nhớ không biết suy ra từ cấu hình nguyên tử thì viết cấu hình orbital ra đối với trường hợp 3p này, này nó có 3 orbital đúng không? Đấy ta điền vào có 4e, điền vào theo quy tắc Hund. số đầu e độc thân là tối đa đã, sau đây mới được 3e thôi, còn 1e nữa điền tiếp vào đây. Vậy thì nhìn vào đây xem, cái ở trạng thái cơ bản lưu huỳnh chúng ta có mấy electron? 2 thân vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây rồi. Đúng không nào? Đấy, đáp án đúng của ta chính là đáp án B rồi, dừng lại đây được luôn. Được chưa? Thế nhưng mà các em có thể hiểu phân tích thêm một chút nữa. Đối với đáp án C và D vì sao sai? Công thức oxit cao nhất của X uh, X2O sai rồi. X của chúng ta là lưu huỳnh mà lưu huỳnh ở đây là thuộc nhóm 6A. Đúng không? Vậy công thức oxit của lưu huỳnh là phải là SO3 cơ. Được chưa? Thì C sai. Nha, phân tích thêm thì sao sai. Ý D, y có độ âm điện nhỏ hơn x. Y của chúng ta là Floor. Floor thì độ âm điện của nó không thể nào mà nhỏ hơn x được. Đúng không? lưu huỳnh được. Bởi vì theo Pauling ấy, độ âm điện của anh này bằng 4 cơ. Đấy mà là nguyên tố của đội miệng lớn nhất, do đó mà đáp án D cũng sai luôn. Đấy, thế vậy thì thầy đã giới thiệu xong cho các em về cái uh, ví dụ này rồi. Quan trọng nhất là các em phải biết cách phân tích đầu bài, tìm ra Y và từ đó suy ra cái đáp án đúng cho thầy nhá.